Xin chào các bạn, ở video này mình sẽ thuyết trình về đề tài mà nhóm mình đã nghiên cứu, đó chính là giải thuật tối ưu bầy đàn PSO. Phần 1 lý thuyết, một năm mã tìm hiểu về giải thuật, năm ra đời giải thuật, tác giả tên tiếng Anh, lý do ra đời giải thuật, ứng dụng của giải thuật, hai năm mã sơ đồ giải thuật và giải thích, khung giải thuật, ba năm mã ví dụ giải thuật. Tổng quan năm ra đời được giới thiệu bởi Russell C. Eberhardt và James Kennedy vào năm 1995, tên tiếng Anh Particle Swarm Optimization. Nguồn gốc ra đời, dựa trên hành vi của loài chim và cá trong quá trình tìm kiếm thức ăn, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong quá trình di chuyển tìm kiếm thức ăn có sự chia sẻ thông tin với nhau giữa các cá thể. Lý do sử dụng giải thuật PSO, các phương pháp cũ chưa có hiệu quả cao. PSO là một kỹ thuật tối ưu hóa đơn giản có hiệu quả cao trong nhiều bài toán tối ưu hóa đa chiều phức tạp, có thể áp dụng để tìm đường đi cho robot trong nhiều môi trường đa dạng, môi trường tĩnh, môi trường động. Ứng dụng của thuật toán, quy hoạch đường đi cho robot tự trị, bài toán tối ưu hóa trong quản lý xây dựng, áp dụng vào hệ thống gợi ý. Tiếp theo là đến phần sơ đồ giải thuật. Khởi tạo quần thể, gắn vị trí X và vận tốc V cho mỗi cá thể, tính hàm mục tiêu fitness, từ đó xác định Pbest và Gbest, cập nhật vận tốc và vị trí của từng cá thể. Tính lại hàm mục tiêu fitness, cập nhật Pbest và Gbest, T nhỏ hơn bằng max. Max số vòng lặp tối đa, nếu đúng thì T sẽ tăng thêm 1 và cập nhật lại vận tốc và vị trí của từng cá thể, nếu sai thì kết thúc thuật toán và đưa ra giá trị tối ưu Gbest. Sau đây là khung giải thuật, các bạn có thể dừng lại video để quan sát. Tiếp theo là đến phần ví dụ về giải thuật. Chúng ta sẽ có 3 công thức cập nhật vận tốc và vị trí của mỗi cá thể. VEG tại T cộng 1 sẽ bằng W nhân với VEG tại T cộng C1 nhân R1 nhân Pbest EG tại T trừ đi XEG tại T cộng C2 nhân R2 nhân với Gbest EG tại T trừ đi XEG tại T. Công thức thứ 2, XEG tại T cộng 1 bằng XEG tại T cộng với VEG tại T cộng 1. Công thức thứ 3 là W sẽ bằng W max trừ đi W max trừ W min trên max extraction nhân với giá trị hiện tại. Max extraction là tổng số vòng lặp tối đa. EG là 1, 2 đến N, T là biến đếm vòng lặp, W là trọng số quán tính, R1, R2 là các biến ngẫu nhiên phân phối đều trong khoảng từ 0 đến 1. C1 và C2 là các trọng số. Ví dụ về giải thuật, cho quần thể S có x bằng -1, 3, 4, -2, 1, 2 và V sẽ bằng 1, 3, 2, -1, 3, -2. Điều kiện x thuộc từ -10 đến 10, V thuộc từ -5 đến 5. Trọng số quán tính sẽ bằng W max sẽ bằng 0,7, W min sẽ bằng 0,2. Hệ số gia tốc sẽ là C1 bằng C2 và bằng 2. Có hàm mục tiêu là 2x1 cộng x2. Dựa vào hàm mục tiêu thì ta sẽ tính được fitness sẽ ra là 1,6,4. Và giá trị fitness nhỏ nhất sẽ là 1. Và tương ứng với Gbest sẽ bằng -1,3. Cập nhật vận tốc của từng cá thể theo công thức thứ nhất. Ta sẽ có R1, R2 là biến ngẫu nhiên thuộc 0, 1. R1 sẽ bằng 0,1, 0,2, 0,4, 0,5. 1, 0,3, R2 sẽ bằng 0,15, 0,27, 0,56, 0,42, 0,7 và 0,51. Sử dụng công thức thứ 3 thì W sẽ bằng 0,7 trừ đi 0,5 trên 2 nhân với 1 sẽ bằng 0,45. Thay giá trị vào công thức thứ nhất thì ta có V11 sẽ bằng 0,45, V12 sẽ bằng 1,35. Tương tự thì ta sẽ tính được VNew sẽ bằng 0,45, 1,35 trừ 4,7, 3,75 trừ 1,45 và 0,12. Thay giá trị vào công thức thứ hai, ta sẽ có x11 sẽ bằng -0,55, x12 sẽ bằng 4,35. Tương tự thì ta sẽ tính được xnew sẽ bằng -0,55, 4,35, -0,7, 1,75, -0,45 và 2,12. Tính lại hàm fitness, fitness sẽ bằng 3 nhân với 3,25, 0,35, 1,22. Giá trị fitness nhỏ nhất sẽ là 0,35 và Gbest tương ứng sẽ là -0,7, 1,75. Với hàm mục tiêu là 2x1 cộng x2. Ở vòng lặp thứ 2 thì thay giá trị vào công thức thứ nhất, ta cũng sẽ tính được VNew sẽ bằng 0,045 trừ 1,134, 0,94, 0,75 trừ 0,64 trừ 0,3534. Và thay giá trị vào công thức thứ hai, ta sẽ có XNew sẽ bằng trừ 0,505, 3,216 trừ 1,64, 2,5 trừ 1,09 và 1,7666. Tính lại hàm fitness dựa theo hàm mục tiêu, fitness sẽ bằng 2,206 trừ 0,78 trừ 0,4134
Giá trị phi net nhỏ nhất sẽ là trừ 0,78, GVS tương ứng sẽ bằng trừ 1,64 và 2,5 với hàm mục tiêu là 2x1 cộng x2. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình và hẹn gặp lại ở các video.